Cùng với nhiều vận động viên trụ cột, huấn luyện viên Phạm Kim Huệ cũng đã nộp đơn xin thanh lý hợp đồng tại đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương. Đây là điều khá bất ngờ bởi cựu đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vừa có trận đầu dẫn dắt đội bóng này sau chưa đầy 2 tháng được đôn lên làm huấn luyện viên trưởng. Trước đó, ba vận động viên của Ngân hàng Công Thương gồm Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Thị Ninh Anh và Hoàng Thị Phương Anh đã cùng nộp đơn xin nghỉ thi đấu. Sau đó, đội bóng này đã thông báo về việc chủ công Vi Thị Như Quỳnh đã tự ý rời đội không rõ lý do.